Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chơi vị tướng L'Oreal. Đầu trận thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Ngoại trừ ông dẫn ít liên tục khui ở mặt mình trận đấy. Trận xanh, không có được ông dùng nào. Để nói gì. Nó có bị mang đi, chạy qua đây. Đủ. Hay lắm, tiến vào đầu cho mình giáo rồi. Đấy, ít thằng lao vào đây, mình tập tiến để đối theo. Nhưng mà ông già chạy rất nhanh. Ông ra được kiếm không? Một trận này là có, nhưng mà ít nhất là phải nằm xuống. Một tiền hạ cục là mình cho xem đi nhận. Chúng ta xuất hiện ở đây, tính làm gì? Chưa nào? Được. Phải, mày quả đấy nó không chơi đấy. Quả đấy nếu mà chơi thì nằm lại rồi. Nhỏ thật. Quả tính hổ báo mà ai nhìn ký là thì xanh cỏ luôn. Lên xong cửa hàng lên, mình lên luôn để tấn cường. Để phòng canh rồi thì tránh là ông gái chết rồi. Không chế rất ghê. Xuống canh ta được. Như vậy mình ăn nốt tới lính này xuống đây. Cái đường trên thì vì mà thấp máu lắm rồi. Mình phải ăn lính này mình quyết định xuống đường dưới là vậy. Mình đã ship này. Ui ghê đê. Chứ rồi có mua chó vào mặt không làm gì được. Nhậu rồi chơi nghe nó mẹ đây ngon mẹ đây đó là dính cá một tí rồi mình giải trí chết chắc sống làm sao được. Ui ngay cho bạn mà có tốc biến lên thì bạn còn lại nhiều đi nghe tôi rơi thấp máu này chạy gì đâu nó chỉ là nằm sát chết của cạnh nhau thôi. Chạy đi chạy đi mày đi chạy đi vậy sao nhanh thế nhở. Các bạn kia cần hỗ trợ thì mình sẽ ăn nốt tâm lý mình sẽ lấy xuống mình hỗ trợ. Mình có lẽ chắc cũng chẳng cần nữa. Phần đầu tiên của phần kia này mình đã giết và mình thấy kia này đâu. Ui anh bạn vừa là tính kia đấy. Biết có sự xuất hiện của mình là tiếp hút rồi. Bây giờ là 3-0 rồi. 3-0-1 rồi. Mình cũng khá xanh trên bản đồ rồi. Mình tiếp tục farm tự lên được farm thì L'Oreal cần lắm những trang bị sớm nhất để có thể hỗ trợ đồng đội. Mình thấy Ngộ Không thấp máu rồi nè. Sợ rằng mình bắt được Ngộ Không đâu, mình sẽ đi vòng này. Vòng người bạn ta bị thanh niên cứng mẻ trong người trụ này. Chạy đi đâu à? Ngon lại đây chơi biết rồi. Vô đi, thôi đây. Đậu xanh tuổi. Tuổi gì sánh vai, tuổi gì? Con lòng L'Oreal này mình chơi ít lắm. Thì thỉnh thoảng mình biết cầm thôi. Không bao giờ gọi là phải có cảm hứng mình mới chơi được. Còn những lúc mà thế nào cũng hết hảo luôn. Mà là những lúc bình thường mình chơi không được. Mình lái nó lưng cuốn lắm. Không có xe ôm được. Mình gặp chú lên này, đây, thấy nhau không? Đấy. Ôi, hết mana rồi. Ôi, thôi anh ơi, thôi. Thầy. Nào, chơi tiếp đi. Đậu xanh còn mana nữa thì bạn chết chắc. May cho bạn. Đậu xanh. Có gì đâu mà hổ báo. Đợi đấy, cực kê. Có khi game này lại dễ hơn anh em. Chắc game này dễ rồi. Hay là các bạn nhiều mình ta. Khu vực đường rồng thì AD đã ăn được cho mình cái trụ. Khu vực đường sẽ Buddha đã đét mất tờ lính của mình rồi. Vậy mình quyết định lên chiến tốt. Đét tờ lính của Ryoma để thể hỗ trợ bãi ấy. Chủ trụ luôn. Định làm gì? Làm gì? Không đâu, quay lại đây, đánh nhau. Mình chạy đi, mày chạy đi. À đủ.
Hack não có gì, vai. Không thể tin được mà. Thì lúc bạn kia mà ui dồi, ui ui có mùa mà chém đi bạn. Ui chạy được chưa? Ui vai đây, mình tưởng bạn đang cái đang cỏ này chứ, hình như đang trốn ở đâu đấy rồi. Ở đây không? Không phải rồi. Ở đây à? Đậu xanh không phải. Vai nhật. Nhưng anh bạn ngộ không thì chạy nhanh ấy nhở. Ui, thì là thấp máu rồi này. Có khi nào mình bắt được luôn không ta? Ok, mình vào mình bắt AD luôn này. À, mình bạn cứu lên vẫn ở đây. Nào, chơi nào. Ui, what the hell. Tao hình rồi. Ô, thôi anh ơi. Anh ơi thay em, úi dồi ôi, anh ơi thay em, úi. Thôi xong, quả này mình sớm mặt rồi. Đậu xanh, biết quả đấy. Biết quả đấy. Chỉ vào AD xong. Hơi ngáo rồi anh em ạ. Sorry anh em, sorry anh em. Lần này mình ngáo tay, sorry sorry. Ok. Mình thì đơn giản lắm. Cứ ai giết mình là mình ghét. Ui. Một quả phóng lao nhưng mà anh bạn tôi rồi kịp mà dùng chiêu một của mình và né được. Ừ, không lại thấp máu rồi. Để rằng mưa ra có liên quan rồi. Không. Để có cơ hội bình giới thì AD với support thì không thủ được chụp rồi. Vì vậy là mình quyết định ra mid, death tới mid này. Rồi sau đó team bạn thế nào thì tính tiếp. Ok. Rồi bạn mưa ra thì mình đang sách hết bỏ chạy. Mình sẽ ra hỗ trợ luôn. Không, ở đây, à, đậu sai thì tổng hộ không chứ, ở đây, lên đây. Ui, hai ngày, ok, chụp, ôi anh ơi, úi dồi ôi, mày có tập điên. Ôi, chúng nó hình cay mình hay sao ấy. Mình vừa mới xuất hiện ở đây thôi mà, chúng nó vây mình, ui, xui 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 xui, ui dồi. Rồi, tốc biến, what the hell. Được lắm bạn AD ạ. Bạn theo Anat ạ. Bạn được lắm, bạn đợi đấy. Bạn hãy đợi đấy, bạn chờ đi, bạn xem đi. Bộ đậu xanh thì hơi cay cái cụ này. Bây giờ bạn thích làm sao? Nếu bạn thích làm sao? Cho bạn 8 giây để suy nghĩ này. 6 này, 5 này, 4 này, 2 này, 1 này. Ok. Ở khu vực đường rồng thì hình là AD khi mình đang ăn cho mình con rồng thứ hai thứ ba ấy nhỉ, mình cũng không đếm nữa. Bây giờ mình ham đi đánh nhau quá, chết mất hai mạng rồi này. Đậu xanh rồi, để anh đi lượm cho mình cái xe ôm này. Lao xe ôm rồi bắt cua thì khỏi bàn. Ui rồi ôi người thế. Ui rồi thôi xong rồi quả này mình tránh có đấy em ơi. Ui may quá, may là bạn Alice đến kịp thì giáp cơ này. Úi dồi ôi, ngộ không hết mana rồi nhưng mà mình cũng chán còn chưa mà chơi được. À, không gãy chứ. Ô, sao anh, ô, ui. Ui, một phát suýt xanh có phát 2. Người vai, chúng là đang dí này. Con được quay lại chơi không ta? Được quay lại chơi tí đi. Úi dồi. Ôi, quả đấy mình lại quay lại mình đỡ mất cái giáp của bạn Alice chứ. Sorry bạn nha, mình không chú ý đây. Ok. Rồi, và một tình huống gần quét sạch của team mình. Và xin là đã lấy được cho mình luôn cái trụ trên top. Còn top của mình thì đang farm trong rừng. Một tình huống bù đắp không hợp lý của bạn Ryoma. Và tiếp theo đi rồi ơi, tốt thế vậy. Vãi đá. Thế đâu, mình thấy bạn đánh được mà. Qua rồi phít phít tí anh em lại chỉ bạn thế. Úi dồi ôi, như thế. Mình không có đam vào trụ, ở đây có đập trụ cũng vui. Mình là quyết định đi về. Ok. Và bây giờ team bạn đang biến mất thì mới thấy anh chàng Toto xuất hiện thôi. Anh chàng Fila xuất hiện đi rồi. Để là AD này, ôi, chỉ còn một chút máu kìa. Vãi đá. Bây giờ làm sao? Úi dồi, bộ không này, bộ không xanh cỏ không? Xanh cỏ không nè. Đấy, mày lại, mày lại lên, mày tốc biến đi. Nào, tốc biến đi. Mày tốc biến này. Tốc biến đi, mày tốc biến đi. Chạy lên. Chạy lên cuộn. Úi dồi. Nè.
cứ luôn cuống tay rồi mà con này mình chơi giả đánh kém ủi rồi thôi anh ơi. Ui rồi đang gì đang gì đang gì định làm gì vãi đái gần chết này. Ui anh ơi, ui rồi ôi về vai ui rồi không chết anh em ạ. Một tình huống có thể gọi là highlight. Một tình huống này bạn sống sót trở về của mình là sấp xỉ được highlight thôi. Nhưng mà xem đi. Rồi nằm ngay lập tức khi một bạn không vừa xuất hiện. Đi chơi nữa ông ta. Ui, tôi lên ơi. Ôi, thôi xong rồi. Đáng tiếc quá, lẽ ra quả đấy mình nên về. Sorry nha. Lại ngã rồi. Ôi, sorry. Ok. Rồi bây giờ mình đánh thật này. Mình nghĩ là mình nên chơi anh bạn theo ăn nát thì hơn. Mẹ hồi nãy đánh tốc biến ăn mình. Ok. Có đi sẽ có lại. Ui dồi ôi mọi người. Gắt thế. Đánh đầu còn ai chơi. Ui dồi mẹ không. Ui dồi ôi chạy. Để của. Thì dính phải chiều 2 của Murat. Ui dồi. Toro tốc bốc khói ngay sau đấy. Và ngậm mù đá đang bị dí với một chấm máu. Rồi anh ta chạy được. Được lui về với cái bóng của mình. Nhưng tiếp tục là dùng chiêu 1 để tẩu thoát. Mình cứ nhớ tên của các skin, các kỹ năng của tướng này. Skill ấy. Mình chơi mình chỉ biết cách dùng các chiêu của các tướng thì mình không hay nhớ lắm đâu. Ok. À, tiếp theo là mình cứ nên lên chúng ta hay là đép từ lính nhỉ. À, thôi đi lên đi. Mình đẩy từ lính lên lên. Ok. Thường thì mình là thả con rồng ở đường giữa vì nó bốc hơi ngay khi Toro với Ngộ Không xuất hiện. Thì làm được xuất hiện là mít là thật thò rồi. Ok. Để vào mình chơi luôn này. Bạn đáng sống rồi. Bạn cứ đi. Tuổi gì. Đậu xanh đi, mình nói thật chứ. Dương cứu lên mà nó là không đứng được sau mình thì đời nào nó chơi được với mình. Nào, tính làm gì. Chạy đi. Chạy không. Chạy đi, chạy lên cuộn. À đi, hiểu được. Ui. Đậu xanh cứ mình cứ vừa trả thù được tên này, tên khác lại gây thù với mình là sao ta. Ok. Đấy, Ngộ Không. Ngộ Không chắc tay mình lắm đấy. Bây giờ mình toàn kiểu mình dí nó. Mình có khi nào dí lên không ta. À đê hay quá ấy. Em phát cho mọi người xuống. Phải đáy kìa. Được rồi. Được rồi. Anh thích cho mình con nội thật. Ý dồi ôi. Tuyệt hồi nói chuyện. Nội là có sống sót này rồi. Vẫn sống sót nội thật. Vẫn được cứu lên tim ạ. Theo nát nó được bắn. Salim. May cho anh mà trả sở đi nhưng mà cũng nhưng mà anh ra vẫn nằm xuống cái rửa của anh ta ít nít. Tiếp theo là liệu rằng mình có lên để KS kịp không đây. Câu trả lời là không thì tin bạn cứ sẽ thủ hết rồi. Nếu không thì đặt sấp ăn ở mua ra. Giờ thì đang dí theo cô bé Alex. Bắt chặn đầu được không? Ok, một điểm hạ gục cho mình. Nhưng mà một tình huống dùng chiều cuối hơi lỗi. Ok. Ui. Mình đang định lao lên kia. Sao nhất một phát nó nhả hơn chưa hay ra. Là mình lao về thì đến bên đấy chứ. Ý dạ, bạn AD này. Ý dồi, thôi anh ơi, thôi anh ơi. Chờ. Ui dồi, thôi Alex của tôi. Xí Alex rồi mà chết đi. Ôi anh bạn cứu lên nhanh thế. Về đi đưa ma ơi, về kịp không, chạy không. À, một tình huống tốc biến hack não. Nhưng mà anh chọn đưa ma là phải nằm xuống.
vai da trang bị tốt cho mình, nghĩ là mình đang lên cái giáp vai da đấy. Con này lỗi trang bị của mình nó cũng hơi ít, anh em thông cảm. Anh em Toro đang cắt lực đập cho mình con lính nhưng mà cũng như không ăn thua. Nó quyết định đi vào như để chết bùa sao ấy. À đấy, anh ta chết cho mình bùa vôi. Anh ta sôi gần sắp mặt thì ngộ không xuất hiện cho hai gậy, nên ngộ không dí để cùng chết tận, nhưng mà sau khi mà đi bác đi về thì ở trong chàng cơ vô thì đang quằn quại ở đây, không biết quằn quại làm cái gì đâu. Bây giờ một quả tốc biến hơi thừa thái của mình đã chả làm được cái tác dụng gì khi mình đang dí ông già Ignis. Ông già Ignis liên tục bị xả các thương vào mặt tiếp này. Ok, ngộ không ngon ở đây. Giờ anh cân hết nha. Ui, tình huống rồi của mình. Mình không còn tốc biến để chơi rồi. Ui, ui mình bất tử nhưng mà ngoan thua. Ui, có phải mình lên đồ hơi thừa thừa ấy nhỉ? Ui, anh chàng Trư Ma đang dí ra ngộ không. Vậy là có tình huống dí thành công của anh chàng Trư Ma. Nhưng mà ngộ không có giác hộ mệnh mà có thể chạy được. Vậy là anh chàng Trư Ma có hỏi kịp không đây? Ôi, bây giờ là không. Ui, vẫn còn một chấm nhờ. Như vậy. Vai, đi đâu rồi? Không phải đá. Như đi ngược lại rồi sao ấy. Ui, nhanh thế nhở. Ngộ không biết chơi đấy. Nghe thật. Mới đầu mùa được đâu một vài tuần nhỉ. Mấy anh tay tay thế gặp tay đai. Ok, tiếp theo là gì ta? Rồi, đợi team ALL thôi. Ôi, mình đã định lên hỗ trợ mũ giáp thì bốc hơi luôn rồi. Thành thật nào, dí nào, đang đi, đứng đang đi, đang đi ra. Cố lên lên lên, ui, quả đấy máy rồi, hít cả kịp, hít cả kịp, sao đây đi như này. Phải đá. Rồi, ok, định làm gì, định làm gì. Này định làm gì anh à. Này định làm gì, định làm gì, này định làm gì. Chạy lên, chạy lên quận, AAD à. À, để được động xanh. Gạt vai đái. À, một tình huống quét sạch của team mình là có thể là trận đấu phải kết thúc tại đây thôi. Ok, cảm ơn mọi người xem clip và mọi người like và share clip để giúp kênh phát triển hơn nha. Ok.